Mình nói thật mà mình không hề buffet. Không, giờ nó không cho làm nữa anh à. Giờ nó đền bù nhá, ví dụ là nó tính theo kiểu là nhà mình trồng chiếc các thứ bao nhiêu, ví dụ là cây cây nó quy ra tiền. Mẹ ai chả biết, người ta có nói với ông đâu. Chào mọi người. Bố đỏ nữa. Đúng rồi, đất trồng cây rồi ấy. Chọn luôn. Không sai. Là vì kiểu mai kêu đền bù thì nó tính theo cây. Ví dụ là cây nhãn được bao nhiêu, xong rồi ví dụ là xây chuồng như vậy. Em bình thường mà. Đâu đang nói chuyện chứ em gì có đất mà bán. Đúng, thì thế mới gọi là đất của hợp tác xã. Chứ đã làm sổ đỏ rồi. Hello mọi người. Ui, em chẳng biết đâu. Em còn bé làm sao em biết được hết thôi. Em nghe lỏm biết được thế thôi chứ. Đấy là của bố mẹ chứ không phải của em. Này tuổi mà có thì cũng thành công. Thế đâu tình cảm của anh to bằng nào để em xem nào. Đúng rồi, em thì không biết là Quảng Ninh làm như thế nào. Nếu mọi người là nói là không cho làm sổ đỏ nữa thì mình nói vậy thôi, chứ mình cũng không biết nhiều. Đấy là nếu mà có sổ thôi, chứ còn kiểu đất này kia đền bù không được bao nhiêu đâu mọi người à. Nó rẻ lắm. Chào anh. Ui ôi, mình ra đời mà. Chào vợ hún, vợ người ta đúng không? Viên về nó cho quy hành tính. Không biết nữa. Ủa thì mình thấy Quảng Ninh bảo là giàu thứ hai. Mình thấy trên mạng nói thôi nhá, là Hà Nội xong đến Quảng Ninh. Đúng rồi, nay trẻ con mà. Trời ơi, không biết mai kia có được không nữa. Hello, môi em bình thường mà môi em mỏng ấy. Môi môi trên là bị mỏng. Em ơi, em ở Quảng Ninh anh. Em ơi, mình không luôn nhá, ngày xưa nhớ kiểu là em sinh năm bao nhiêu anh, vào trong video của em xem nhá, có cái năm năm sinh ấy. Không, mình bình thường ấy. Mọi người sẽ kêu là ý là mọi người gặp mình ở ngoài thì mọi người kêu mình trắng, nhưng mẹ mình toàn chê mình đen này, đen xì. Anh ở đâu mà Hạ Long gần? Vợ chúng mình có thích dùng chung nhỉ? Nét cái đầu mày nét. Hello mọi người. Anh ở Hà Nội. Anh ở Hà Nội mà anh kêu Hạ Long gần anh. Hé, hello. Giọng mình bị khán. Thế thì hè lại phải đi du lịch rồi. Bậy đâu, đứa nào bậy trước. Không biết. Ý là kêu môi này nét, nhưng mà mình thấy không nét thì mình chửi thôi. Ý anh là em cô gì. Thế là anh đang ở đâu? Đây cơm đây, mình vừa ăn xong. Chưa hết cơm. Không, gầy đâu, bình thường mà. Chào Florentino. Florentino. Hello, kệ anh hỏi người khác mà em hỏi anh đâu. Ừ, em chào chị chào em. Hello, xin chào nhá.